sau đi khi đã gắn BIOS và làm BIOS xong, chúng ta tiến hành test thử thân bản. Bài sửa chữa này ta sẽ rút ra được cái bài học hôm nay, đó là kích tắt là do khối VRD bị mắc tại cái lệnh VRD tại con IC quản lý VCore. Lệnh này do IC quản lý VCore trực tiếp sản xuất ra để cấp qua con Q20 16 và 28, rồi xong qua Q16 28 nó sẽ gửi lệnh về báo là lệnh áp chuẩn của VCore để cấp về chipset cho nó nhận dạng. Thì khi nó mắc được cái tình trạng main giga H61 là nó sẽ có tình trạng là kích tắt. Thì qua bài này thì tôi mong các bạn sẽ rút kinh nghiệm và sửa cho những cái main khác nó bị tình trạng như vậy. Thì trước tiên khi mắc được VCore thì chúng ta đo đạt những lệnh nào mà nó cần và những lệnh nào mà đã đủ để cho IC hoạt động để cấp nguồn VCore cho CPU.